Chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xung quanh chúng ta còn vô vàn điều mới lạ thú vị và vô cùng bí ẩn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn đi khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn đó. Để không bỏ lỡ những thông tin chi tiết từ kênh của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay nhé. Giải mã bí ẩn vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Trương Phi là một hổ tướng, tính tình nóng nảy, hữu dũng vô mưu, hành xử lỗ mãng. Không những vậy, hình tượng Trương Phi còn gắn liền với giải thoại ngủ không nhắm mắt, hết sức kỳ lạ. Trương Phi sinh năm 166, mất năm 221, tử là Ích Đức, thường gọi là Dực Đức, là một trong những ngũ hổ tướng nhà Thục Hán. Trương Phi được đánh giá có sức mạnh ngang với Lữ Bố, Mã Siêu, Quản Vũ, Điển Vi. Theo các tài liệu lịch sử ghi chép, Trương Phi không chỉ giỏi võ mà còn viết chữ rất đẹp, vẽ tranh rất tài. Tính khí của Trương Phi ngay từ nhỏ đã nóng nảy, các thầy trong làng đều không ai sánh nổi. Mới 13 tuổi, Trương Phi đã tinh thông võ nghệ và thuộc lầu sử sách. Thầy Vương muốn rèn giũa tính tình của Phi liền nghĩ ra cách dạy Phi hội họa và thư pháp. Phi vốn tư chất thông minh nên chỉ 3 năm sau, thư họa đều tinh thông, nổi tiếng cả vùng. Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Trương Phi được mô tả là cao 8 thước, đầu báo, mắt tròn, sâu hồn hàm én. Trương Phi đã cùng với Lưu Bị và Quan Vũ kết bái thành huynh đệ trong vườn đào. Ông là em út trong 3 người. Ông được chiêu liệt hoàng đế tức là Lưu Bị phong làm một trong ngũ hổ đại tướng. Ông là một người rất khẳng khái, bộc trực và rất nóng nảy. Ông đã đóng góp rất nhiều cho sự ra đời của nước Thục. Ông nổi tiếng với võ nghệ siêu phàm cùng với sự dũng mãnh, coi thường cái chết. Trong truyện miêu tả, ông sử dụng vũ khí là bát xà mâu dài 1 trường 8, cưỡi tuấn mã ô vân đạp tuyết, là ngựa đen chân trắng. Ông thật sự là nỗi khiếp đảm của quân Thu. Như trận đánh cầu Trường Bản, ông đã quát mấy tiếng khiến Tào Tháo hoảng sợ mà lui quân. Khi ấy, ông chỉ có vài mươi kỵ sĩ, còn Tào Tháo có tới 100 vạn hùng binh. Trong trận ấy, viên quan theo hầu Tào Tháo là Hà Kiều Kiệt phải hoảng sợ đến mức vỡ mật mà chết. Ngoài ra, cuộc đời ông còn gắn liền với một giải thoại hết sức ly kỳ, đó là khả năng ngủ mà không cần nhắm mắt. Tam Quốc diễn nghĩa hồi thứ 81 có kể lại rằng, năm xưa Lưu Bị vì muốn yểm trợ cho Quan Vũ nên hạ lệnh cho Trương Phi dẫn binh tướng tiến đánh Đông Ngô. Khi đó, Trương Phi có mang theo 2 người phụ tá thân cận là Trương Đạt và Phạm Cương. Vốn tính tình nóng nảy, Trương Phi ép 2 người này nổi trong 3 ngày phải tìm ra cách đánh thắng trận tới, nếu không sẽ bị nghiêm phạt theo quân pháp. Trương Đạt và Phạm Cương khẩn cầu chủ tướng cho thêm thời hạn. Nào ngờ, Trương Phi không những không đồng ý mà còn đánh 2 người nọ mấy chục roi. Sau đó, dọa nếu không thắng trận sẽ chém đầu săn binh sĩ. Đêm hôm ấy, 2 người trở về bàn mưu tính kế. 2 kẻ, Trương Phạm, cảm thấy đường nào cũng khó thoát nên quyết định đêm đó bí mật hạ sát chủ tướng. Tối hôm đó, Trương Phi uống rượu cùng các thượng tướng khác đến say mềm rồi trở về doanh trướng nằm ngủ. Chờ cho đêm đã khuya, Trương Đạt và Phạm Cương mang theo đao kiếm lẻn vào lều chủ tướng. Khi tới gần giường của Trương Phi, thấy ông vẫn mắt mở trừng trừng, chúng hoảng sợ cho rằng chủ tướng vẫn còn đang thức. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều phát ra, 2 kẻ này mới tin rằng Trương Phi đã ngủ, liền ra tay hạ sát rồi mang đầu ông dâng cho Tôn Quyền. Liên quan tới chi tiết Trương Phi ngủ nhưng mắt vẫn mở, nhiều người cho rằng tác giả đã sử dụng cách miêu tả khoa trương để lột tả khí khái hùng dũng, uy vũ của nhân vật này. Nhưng hóa ra chúng ta đã nhầm, thực tế trên thế giới cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp ngủ không nhắm mắt. Đơn cử là câu chuyện của Robin Cathay, sinh sống tại Atwood, Georgia, Hoa Kỳ. Trong nhiều năm liên tục, cô thường xuyên ngủ gật với 2 mí mắt hoàn toàn mở. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi tôi gặp nhiều mệt mỏi trong công nghiệp, cô Robin Cathay chia sẻ.
hoặc trường hợp của Mel Buzer ở Andover, Hoa Kỳ, khi đến tận hai đứa con của cô đều gặp hiện tượng ngủ không nhắm mắt. Cô còn nói vui rằng chắc con tôi sợ bỏ lỡ điều gì đó xảy ra nên mới không dám nhắm mắt. Mở mắt khi ngủ là một hiện tượng thường gặp trong tự nhiên. Nhiều loài chim để đề cao cảnh giác nên không nhắm mắt ngay cả khi ngủ. Cũng có một số động vật sống dưới biển luôn mở mắt để không chết chìm. Khi mở mắt, trạng thái ngủ của chúng ở mức chỉ có 50%. Điều này khiến não bộ và các giác quan khác chỉ được nghỉ ngơi một phần. Đối với con người, hiện tượng ngủ mở mắt tuy hiếm thấy nhưng quả thực là có tồn tại. Nhóm đối tượng này do sở hữu mí mắt quá mỏng nên khi khép vẫn lộ ra con người bên trong, khiến người khác nhìn vào nghĩ rằng họ đang mở mắt. Lý giải trên góc độ suy tâm, không ít người tin rằng những ai mở mắt khi ngủ đều sở hữu con mắt âm dương, khiến họ nhìn thấy những thứ thuộc về thế giới bên kia. Còn về tư số, cổ nhân cho rằng đây là một biểu hiện của những người tướng yếu, vắn số. Dù lý giải trên góc độ tâm linh hay khoa học, tình trạng mắt khép không kín khi ngủ cũng không hề tốt cho sức khỏe. Đối với chi tiết trường phi ngủ mở mắt, các nhà nghiên cứu trên trang Quillis.com lại nghiêng về giả thiết đại nhân vật thời Tam Quốc này bị mắc bệnh. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngủ mở mắt có thể liên quan tới các bệnh lý như liệt dây thần kinh vận động nhắm mở mắt, cơ mặt bị tổn thương, ảnh hưởng từ chấn thương sọ não. Tương tự như vậy, các bệnh về mắt như lồi mắt, hở mi, xuất hiện khối u, tổn thương vùng mắt cũng có thể dẫn đến tình trạng mắt không khép kín khi ngủ. Người ngủ mở mắt thường sở hữu thị lực không tốt, việc mi mắt không khép kín có thể khiến họ bị tổn thương nếu nằm ngủ trong môi trường có ánh sáng mạnh hoặc bị dị vật rơi vào mắt. Dù lý giải theo góc độ tâm linh hay khoa học, giai thoại ngủ mở mắt của Trương Vi từ lâu đã được hậu thế khắc sâu trong tâm trí, chỉ tiếc rằng đặc điểm ngàn người có một này cũng không mang lại cho nhân vật này một kết cục ít bi thảm hơn. Trong y khoa, hiện tượng ngủ mở mắt có tên gọi là Nocturna lagophthalmos. Hiểu nôm na, đây được xem là một căn bệnh làm ảnh hưởng đến mí mắt, khiến chúng không thể đóng lại hoàn toàn khi chúng ta ngủ. Thế giới ghi nhận có đến 20% người bị bệnh này, đặc biệt ngay chính bản thân người mắc bệnh cũng không thể nhận biết được mình ngủ đang mở mắt. Theo khoa học, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến chứng lagophthalmos như chấn thương ở hộp sọ, bệnh tuyến giáp, thậm chí là các bệnh về di truyền. Trong đó, lý do chủ yếu đến từ dây thần kinh mặt, nơi điều khiển sự chuyển động của cả hai cơ làm tăng lông mày và những lông mi đóng mí mắt gặp vấn đề, hoặc cũng có thể xảy ra do các vấn đề với da xung quanh mí mắt. Trong một bài phỏng vấn, tiến sĩ Ivan Chukwap từ Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ đã nói rằng khi ngủ các cơ quanh mắt sẽ dần dần đóng lại và từ từ rơi vào trạng thái ngủ say. Vì vậy khi mắc bệnh, chúng ta sẽ rất khó có được giấc ngủ ngon lành. Thậm chí nếu mở mắt khi ngủ sẽ có thể làm xước, bỏng và gây hư hại mắt. Thật vậy, các trường hợp thực tế đã minh chứng cho tác hại của hiện tượng ngủ không nhắm mắt. Theo cô ca thầy chia sẻ rằng, đôi mắt của tôi cực kỳ khô và có cảm giác rát bỏng. Điều này đã khiến tôi thức dậy nhiều lần trong khi ngủ. Tiến sĩ Strawat đưa ra lời khuyên cho chúng ta rằng nếu gặp hiện tượng ngủ mở mắt liên tục, tốt nhất hãy bôi thuốc mở mắt, thuốc nhỏ mắt hoặc đeo kính bảo hộ chuyên dụng vào ban đêm. Nếu bệnh nặng hơn, chắc chắn bạn cần đi đến bệnh viện chuyên khoa để khám. Nếu lỡ may mắc phải hiện tượng ngủ mở mắt thì bạn nên cẩn thận và đi khám để ngăn chặn những tác hại nguy hiểm đến sức khỏe.